Ní cứ chụp bế bởi lý, ba cả thằng sang sáng cùng rung bệnh chích phù nắng đại chủ. Cùng rung phơi tất đại tốp cho bị cùng phong phai tùm lê tới cùng phong phai giả bọt ní. Nhưng ách ba cả thằng sang sáng nơi ổng lông khai mít thủ ná rư khai cả cả đá cho nam bị qua một thầy bốn khả mốc ngày hai. Nhi bà dung tam ai cả đám xuân trần thóng ổng bạn dự rạp đặc trấy. Mình chi ảnh lúc được khuyên tìm mũi này cơ rung phát xa áp vọt Campuchia. Ní chìa cùng rung ảnh thầy biết phù đại xâm đạch đại chù. Đôi chi xâm đạch thầm đầy bàn chùm rung ở dân khắc công prang quang thuê càng này đi ở miền phật sản đập hiếp xâm đạch bàn lực làng xâm đạch thầm đầy bàn lực làng thầy trong thuê cùng rung này cùng rung tốp chuộp lâu tức nâng xâm mất ở bàn anh ấy cứ kêu cùng rung đó xâm khăn muối chân dân xâm khâm thà dân ách viện xá cho cha lư cách phòng riêng xâm tiên này hay chắc hai phần mùi khám bốc này, phần mùi rồi phần bẩn đã mấy chiên rộp bà kà rà thàn sang xong cùng rung trái trị phụ nón đại chủ. Bà tam kà sạch xá ba mạng hàng thà cùng rung phần tất trái trị phụ nón đại chủ miên bà vay 180 km chạp bị trái tạ cao nây tùm lê mê cống long cắt trái tạ ái nây tùm lê bà xã phụ rút chốt tam trái tạ hình nây tùm lê bà xã sở rộp cọ thống nâng bằng to rồi hốt tạ đo sầm mốt khát cát đòi cho long cắt khát chùm nguồn buôn rung miên khát cần đá khát tạ cao khát cầm phốt nâng khát cát đại miên bà chân xà rộp bà mán mùi chách bà mùi liên nẹ rùi nơi ôm xóm khát lời tật cùng rung trái trị phụ nón đại chủ cứ trái bàn chạp tục tha nâng របស់កម្ពុជាក្រោយពេលដែលគម្រោងនេះរីករាលកម្ពុជាអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនតាមរយៈការកាត់បន្ថយរយៈពេលចម្ងាយនិងតម្លៃនៃការដឹកជញ្ជូនឲ្យមានតម្លៃទាបដោយមិនពឹងផ្អែកទៅលើថៃរបស់វៀតណាមនិងថៃការអភិវឌ្ឍថៃរដ្ឋថ្មីៗជាច្រើនការពង្រីកតំបន់អភិវឌ្ឍកសិកម្មភេរីសាស្ត្រវារីវប្បកម្មនិងជំនាញសត្វ ការជួយគាំទ្រទៅដល់ការអភិវឌ្ឍពលសេដ្ឋកិច្ចទី4របស់កម្ពុជាការជំរុញការអភិវឌ្ឍទីក្រុងនិងនគរូបនីយកម្មនិងការជំរុញការរីកចម្រើនផ្នែកអចលនទ្រព្យផងដែរ